Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bất ngờ với loạt phim Tổng thống Donald Trump góp mặt. Không chỉ là một doanh nhân giàu có, Donald Trump còn có đam mê nghệ thuật. Bằng chứng là ông tham gia khá nhiều phim dù chỉ là vai phụ. Ông Donald Trump tham gia các hoạt động của showbiz bằng show truyền hình The Atlantic USA từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Trong bộ phim truyền hình God Can Do It năm 1989, Tổng thống Donald Trump vào vai một doanh nhân, hiện thân của chính ông ngoài đời thường. Với vai diễn này, Trump đã giành giải mâm xoay vàng nam diễn viên phụ tồi nhất. Năm 1992, trong phim Ở Nhà Một Mình 2, lạc ở New York, Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump vào vai một người đàn ông giàu có, chủ khách sạn Plaza Hotel ở New York, người đã giúp đỡ cậu bé Kevin McAllister bị lạc đường tìm về nhà. Thời điểm phim ra rạp năm 1992, Donald Trump cũng đang là một chủ khách sạn ngoài đời thực. Năm 1994, Trump cùng Will Smith xuất hiện trong tập For Sale by Owner trong show truyền hình sitcom ăn khách ở cả Mỹ và Anh, Fresh Prince of Bel-Air. Trump vào vai chính mình tới thăm một gia đình và bị họ hiểu nhầm là người tới mua căn biệt thự Bel-Air của họ. Trump vào vai bố của Wando trong bộ phim hài The Little Rascal năm 1994. Donald Trump xuất hiện rất nhiều trong quảng cáo của Pizza Hut vào những năm 90. Có quảng cáo ông đóng cùng vợ cũ Ivanka Trump, có quảng cáo ông ngồi trên máy bay riêng để quảng cáo. Trong series phim hài trên truyền hình The Nanny năm 1996, Trump vào vai một doanh nhân và chỉ lướt qua một cảnh ông nhận điện thoại và quát người gọi: "Tôi đã nói anh đừng gọi tôi bằng số này nữa." Trump cùng Whoopi Goldberg lần thứ hai đóng chung phim với nhau trong bộ phim hài The Associate năm 1996. Donald Trump cũng đóng vai chính mình, một doanh nhân. Trong phim SD năm 1996, phim kể về một tài xế xe limo ở New York do Whoopi Goldberg thủ vai, Donald Trump cũng đóng vai chính mình. Trong tập 2 của show truyền hình The Real Carrey Show năm 1997, Trump vào vai một người đi đường và bị bốn diễn viên Real Carrey, Ryan Steele, Krista Miller và Derek Bader va vào khi đang đi trên đường phố New York bị kẹt xe. Trong cảnh này, Trump chỉ diễn mỗi một hành động, tặng vé cho nhóm bạn này đi xem bóng chày. Trong một tập phim mang tên I See That and Try You Susan của series phim truyền hình Suddenly Susan, Donald Trump vào vai một người chơi bài, đóng cùng với hai diễn viên Jess Nelson and John McEnroe. Trong một tập phim của Spin City năm 1998, Trump vào vai một doanh nhân có hai cuốn sách bán chạy The Art of the Deal and The Art of the Comeback. Trong phim truyền hình nổi tiếng Sex and the City năm 1998-1999, Trump đóng khá nhiều tập, trong đó có tập The Man, The Mind, The Viagra. Trong đó, bạn của Trump hơn 70 tuổi đang cố gắng đuổi theo nhân vật nữ Samantha do Kim Catron thủ vai. Trong Zoolander năm 2001, Donald Trump vào vai chính mình với cảnh xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện ra mắt phim và cất lời ngợi khen nhân vật chính trong phim đó với các phóng viên. Trong một tập mang tên Elizabeth của series phim truyền hình The Job năm 2001, Trump đóng vai một ông chủ khách sạn. Ông có cảnh hôn nữ diễn viên chính Elizabeth Hurley khi đang cùng Dennis Leary diễn cảnh ăn tối. Donald Trump vào vai chính mình xuất hiện trong một cảnh phim Two Weeks Notice vào năm 2002. Ông và Hugh Grant vai Shockwave tham gia một bữa tiệc cocktail trước khi quay bị Lucy Kelson do Sandra Bullock thủ vai làm si mê. Trump xuất hiện trong quảng cáo của Century 21, trong đó ông vào vai một doanh nhân đàm phán hợp đồng với một nhân viên của Century 21. Vai diễn đáng nhớ nhất của Trump là trong WWE khi ông đóng một cảnh đánh nhau. Khoảnh khắc hóm hỉnh khi Tổng thống Barack Obama và Donald Trump chơi với trẻ nhỏ. Có lẽ với cả hai vị tổng thống, đứa trẻ nào cũng đáng yêu cả. Chỉ là đôi khi
cách thể hiện tình cảm có khác nhau mà thôi. Bên cạnh là người đứng đầu một quốc gia thì tổng thống nào cũng đã là cha, thậm chí còn lên chức ông ngoại như tổng thống Donald Trump. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà ông Barack Obama hay Donald Trump lại không biết cách chơi với trẻ nhỏ cả. Dù cách trò chuyện, ứng xử với trẻ nhỏ của hai vị tổng thống có khác nhau, lũ trẻ cũng yêu thích ông Donald Trump không kém gì ông Barack Obama cả. Dù thỉnh thoảng tân tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng khiến lũ trẻ có phần hơi e dè và thận trọng. Sau đây là những khoảnh khắc đáng yêu của hai vị tổng thống và các bạn nhỏ. Nhìn vào biểu hiện của bọn trẻ, có vẻ không mấy sợ hãi, vẫn là trẻ con, vẫn luôn tự do thể hiện cảm xúc của mình. Khi nhìn đến hình ảnh ông Obama nằm kèn kèn với một nhóc tì trong phòng tại Nhà Trắng, hay khoảnh khắc ông Trump thơm má một bé gái trên sân khấu, quả thật mang đến một cảm giác rất gần gũi. Và các bé dường như cũng rất yêu quý hai vị tổng thống. Điều đó thể hiện trong cách các bạn nhỏ cổ vũ và ủng hộ cho vị tổng thống của mình cũng rất đáng yêu và ngây ngô. Ông Trump có cả một đội ứng cử viên nhí cho mình, trong khi ông Obama lại có những siêu nhân nhí tinh nghịch. Hình ảnh gần gũi nhất của những vị tổng thống chắc là những khoảnh khắc này đây. Và thật kỳ lạ khi bất cứ ai tiếp xúc với trẻ con, họ đều trông như trẻ lại, thậm chí còn có nét tinh nghịch hơn cả bọn trẻ. Bỏ lại sau lưng tất cả những thử thách và áp lực, hai vị tổng thống đời thứ 44 và 45 của nước Mỹ vẫn là một người cha, người ông đầy tình thương và ấm áp. Trump bàn bạc quyết sách với Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi đắc cử. Tổng thống Mỹ mới đắc cử Trump hôm qua có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan để bàn về chương trình nghị sự sâu rộng của Đảng Cộng Hòa. CNN đưa tin ông Trump cùng vợ là bà Melania, phó tổng thống đắc cử Mike Pence, đã có buổi ăn trưa với ông Ryan tại Capitol Hill Club, một câu lạc bộ gần tòa nhà Quốc hội Mỹ, sau đó đến văn phòng của ông Ryan tham dự cuộc họp. Với sự tham gia của bà Melania và ông Pence, ông Ryan miêu tả buổi gặp mặt là tuyệt vời và hiệu quả. Ông và ông Trump đã thảo luận về việc sẵn sàng bắt tay vào kế hoạch mới của Đảng Cộng Hòa và nhắc lại lời của ông Trump rằng họ sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump cũng bày tỏ sự háo hức được cùng Chủ tịch Hạ viện thực hiện các chính sách mới. Vấn đề y tế hay nhập cư có rất nhiều điều khác biệt và chúng tôi sẽ xúc tiến rất nhanh, ông Trump nói. Ông Ryan cho biết Trump đã giúp các ứng viên Đảng Cộng Hòa ở khắp nước Mỹ trúng cử vào các vị trí ở chính quyền và địa phương. Trong khi ông Trump chưa đưa ra chính sách cụ thể trong chiến dịch tranh cử, ông Ryan đã vạch ra một tài liệu nền tảng mang tên Một con đường tốt hơn để Trump sử dụng. Tài liệu này gồm các kế hoạch lớn nhằm xem xét lại mã số thuế, bãi bỏ và thay thế Obamacare, xem xét các quy định của chính phủ, giải quyết vấn đề đói nghèo và tăng cường sức mạnh của quân đội. Về phía Ryan, ông sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu vào thứ ba tuần sau để xem ông có duy trì được vị trí chủ tịch Hạ viện hay không. Giới quan sát cho rằng nội bộ Đảng Cộng Hòa sẽ không gây trở ngại cho ông sau khi đảng này giành được quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump và Phó tướng Pence cũng gặp gỡ Mitch McConnell, lãnh đạo nhóm đa số tại Thượng viện. Trước đó, ông McConnell cũng cho biết ông không đồng tình với Trump về những chỉ trích với NATO. Tổng thống Obama và tân tổng thống Trump lần đầu gặp nhau ở Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama và tổng thống mới đắc cử Donald Trump trưa qua đã có một cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng và trao đổi về nhiều vấn đề. Theo BBC đưa tin, cuộc gặp dự kiến diễn ra trong 15 phút nhưng sau đó đã kéo dài tới 90 phút khi hai người bàn bạc về việc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Phát biểu trước đông đảo phóng viên chờ đợi ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết hai người đã có một cuộc gặp tuyệt vời và trao đổi rộng về nhiều vấn đề, bao gồm cả về đối nội và đối ngoại. Ông vui mừng khi ông Trump mong muốn làm việc với nhóm của mình về các vấn đề mà Mỹ đang đối mặt. Ưu tiên
tiên số 1 của tôi trong 2 tháng tới là cố gắng tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao đảm bảo rằng tổng thống mới đắc cử thành công, ông nói. Tôi muốn nhấn mạnh với ngài rằng, ngài tổng thống đắc cử, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giúp ngài thành công, bởi nếu ngài thành công, đất nước sẽ thành công. Về phần mình, ông Trump tuyên bố cuộc gặp với Obama là một vinh dự lớn lao. Ông sẽ nhờ ông Obama tư vấn về công việc tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tỷ phú New York vẫn tuyên bố sẽ xóa bỏ phần lớn những di sản của ông Obama, bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare và thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhà Trắng cho biết hai người chưa giải quyết được hết các khác biệt, nhưng cuộc gặp đã diễn ra hết sức thoải mái so với dự kiến. Tổng thống Obama rời cuộc gặp với sự tự tin mới vào cam kết tổng thống đắc cử sẽ có một cuộc chuyển giao hiệu quả và trân tru. Phát ngôn viên Nhà Trắng George Ennis nói. Và tất nhiên, không chỉ người dân nước Mỹ mà cả thế giới đang trông chờ vào tân tổng thống mới, Donald Trump, thông qua sự tự tin của Tổng thống Barack Obama. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!